Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, chiều nay, đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cùng đi có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh. Với lòng tự hào biết ơn sâu sắc các thế hệ cha ông, dưới tượng đài trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đặt vòng hoa tươi thắm, dành phút mặc niệm và thắp nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tới công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên nguyện đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020. Thông tin chi tiết của chuyến công tác sẽ được chúng tôi phản ánh ở chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.